Đây là cơm nấu nước miếng của mình nha các bạn. Nó cũng giống như là cơm nếp nó nấu với đậu xanh nha các bạn. Nó vàng vàng mà nó thơm dữ lắm nha. Ăn nó ngọt ngọt. Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Hữu Trọng đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay là ngày thứ bảy nha các bạn. Hôm nay là ngày nghỉ của mình. Thì giờ này không ra mình không có thời gian để quay nhiều clip đó các bạn ơi. Hôm nay mình cũng nhiều công chuyện lắm nhưng mà mình tranh thủ quay một clip mới cho các bạn cùng xem ha. Mình mới nảy ra một cái ý tưởng rất là thú vị các bạn. Hôm nay ở nhà một mình thì mình sẽ tự nấu cơm ăn, tự làm đồ ăn ăn. Nói chung là hết tất cả các kiểu các bạn. Thì như các bạn đã biết thì từ đó giờ và từ nhỏ tới lớn ai cũng đã từng ăn cơm ha các bạn. Cơm thì đó giờ mình ăn cũng rất là nhiều rồi nhưng mà cơm này đa phần là mình nấu bằng nước. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách nấu cơm mới nha các bạn. Đó là mình sẽ nấu cơm với nước mía. Thì và cách nấu như thế nào và thưởng thức nghe sau thì thôi bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi nha. Đây nè các bạn. Đây là cái bình nước mía mà mình mới mua sáng nha. Đây là khoảng 10 ngàn nước mía các bạn ơi. Hôm nay mình chỉ nấu một nồi cơm nhỏ đó, đủ cho mình ăn thôi nha các bạn. Nên mình mua ít thôi, vừa đủ thôi. Thì bên cạnh mình đây nè các bạn ơi. Đây là cái đây là cái bịch cốc nha các bạn. Mình chuẩn bị làm lại cái clip cốc cốc lắc siêu ca nha các bạn. Đây. Mới đi hái ngày hôm qua nha các bạn. Bịch này khoảng tầm 10 kg nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái bịch cốc lắc siêu ca khổng lồ nha. Siêu to khổng lồ nha các bạn. Thì lần trước mình hái là đa phần là cốc nó hơi già rồi nha các bạn, nên nó còn hột, ăn nó cũng chưa có được ngon lắm. Thì lần này mình sẽ lựa những cái trái này mà nó còn non nên mình sẽ ăn luôn cái hột nha các bạn. Ở đây mình không thấy người ta bán cốc Thái nhưng mình chỉ bẻ những cái cốc thường của mình, nhưng mà mình lựa những cái trái non nha các bạn. Mình ăn thử nhé. Đây cái cốc này là ăn luôn hột nha các bạn. Mới thử chai cốc ngon quá các bạn ơi, công nhận cốc non ăn đã thiệt chứ, phê thiệt á. Thôi bây giờ mình chuẩn bị cái kiểu mình đi nấu cơm với nước mía nha các bạn. Rồi chuẩn bị là cơm nước mía rồi chứ. Rồi. Thôi giờ mình cũng đi theo các bạn ơi. Cái này mình nấu chắc khoảng lon gạo nha các bạn. Hôm nay mình có mình ăn rồi. Thêm miếng nó đi thôi. Lo hết quá. Con gửi. À, bây giờ mình chuẩn bị đi giao gạo nha các bạn. Đây. Chuẩn bị đi giao gạo. Trước khi mình nấu nước mía mình sẽ vo sạch gạo nha các bạn. Mua 10 ngàn chắc nấu dư quá. Bây giờ mình chỉ nấu có mình ăn hơi dư rồi. Mình đổ vô nha các bạn. Nước vừa sắp rồi, đủ rồi. Đây. Nước gì là được nha các bạn. Vừa thôi đừng có ngập quá nó nhão nhẹt. Thôi giờ mình nấu các bạn ơi. Wow.
Để đắp lại, chờ đợi trong vòng cái nồi chính mở ra nha bạn. Xong, ok. Ok mọi người, thì hiện tại mình làm YouTube khoảng gần 2 tháng rồi nha các bạn. Mình làm khoảng được 21 clip rồi, nhưng mà cái kênh mình nó phát triển chậm thôi các bạn. Sub lên chậm quá. Thì các bạn nếu mà có yêu quý mình thì xem clip nhớ nhấn like và chia sẻ giúp mình nha các bạn. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình chứ mình đam mê mình làm clip rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có điều kiện mình làm nha các bạn. Thì sau này khi mà mình có nhiều cái điều kiện hơn nữa thì mình sẽ mua một số thiết bị, một số máy móc để mà phục vụ cho cái việc làm clip của mình nha các bạn. Thì sắp tới đây mình sẽ làm một cái clip trọn hài nha. Cũng mong các bạn ủng hộ nhiệt tình cho mình nha các bạn. Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình rất là thích làm cái video nha các bạn. Và mình cũng rất là quý các bạn. Mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn trong thời gian tới nha các bạn. Ok các bạn, nãy giờ mình nấu khoảng 10 phút rồi nha các bạn. Bây giờ nó bắt đầu nó bốc mùi lên thơm quá rồi đó. Không biết ăn là sao đây, bây giờ thấy thơm lắm rồi đó nha. Đây này các bạn, thấy không? Đấy, nó bốc mùi ra đó, nhìn thấy hấp dẫn quá, thơm lắm rồi nha, thơm mùi nước mía rồi đó. Không biết ăn là sao đây mà thấy thơm rồi đó. Thơm là khoái, thơm là chịu đó nha. Phê dữ à. Ok các bạn nghe, mình cơm mình đã nấu xong rồi nha các bạn. Cái này chín rồi nè. Mình chưa ăn nên không biết. Không biết ra làm sao các bạn. Sẽ ra thử nha các bạn. Nhưng mà nước hơi nhiều quá, nó hơi nhão à. Như nó có khét khét cái gì ta, có dần dạng dưới nè. Thơm quá, thơm dữ à, thơm à, quá thơm luôn. Ok các bạn, cơm chín rồi nha các bạn. Bây giờ này khoảng 12 giờ trưa mình cũng chưa ăn cơm nha các bạn. Nay mình ăn thử nha, không biết là sẽ ra sao nữa. Đây là cơm nấu nước mía của mình nha các bạn. Nó cũng giống như là cơm nếp nó nấu với đậu xanh nha các bạn. Nó vàng vàng mà nó thơm dữ lắm nha. Ăn nó ngọt ngọt. Đây ở quê mình giờ mình có gì ăn đó nha. Thịt giờ ngán quá, giờ mình chuyển qua mình ăn cá. Tép. Đây. Đây rau cỏ thiên nhiên nha, bông súp. Này là đặc sản của Sóc Trăng. Dưa mắm. Bây giờ mình ăn các bạn. Rồi mình ăn cơm nha các bạn. Các bạn có không quay clip không rồi? Lâu rồi rảnh ở nhà mình làm chứ giờ không ai quay cho mình, tự quay mình tự làm luôn các bạn, hơi cực quá. Thôi mà các bạn nha, ăn cơm thử nha. Mời các bạn nha. Cơm như hơi sống các bạn à, cực cực à. Mình nấu nước thường ok lắm, mà nấu nước này giống như nó bay hơi nhanh quá, sống quá. Thơm thiệt. Thơm, có vị ngọt ngon. Thơm giống như cái mùi đường thùng á. Ngọt. Ngọt dừa. Hay nước mía, không phải đường, nó ngọt dừa. Thơm. Rất là thơm. Chấm thử các bạn. Mời các bạn ạ. Nay có mình ở nhà, không ai nấu cho ăn hết trơn, tự xử luôn. Nấu cơm với nước mía ăn thử. Cuộc đời đó giờ là gần 40 nồi bánh chưng mới là ăn lần đầu á. Đó giờ có biết bánh chưng đâu, tại nó chơi vậy đó. Ngon. Thử đặc sản cho anh. Cái này của mẹ mình đi du lịch ở Sóc Trăng quá hợp đó các bạn. Nó nằm dưa cỡ dưa mắm nè, ăn cũng ngon. Đây để dành cho mấy người ăn chay rồi.
Nó bấm xuống nha mình nha. Ở ngoài ruộng á. Thấm nữa. Các bạn nhớ đón hay gửi cái clip mình sẽ làm một cái mâm cốc lắc đó, siêu cây khổng lồ các bạn. Như hồi nãy mình đã giới thiệu qua, hôm qua mình đi săn được khoảng 10 kg cốc nha các bạn, khoảng 9 kg rưỡi á. Hôm nay mình quyết tâm mình làm cái nồi cốc này cho thật là ngon, siêu to khổng lồ. Ở này có bóng cát nha, có bóng cát có cha mình đặt ngoài vườn. Nè có mua nha các bạn. Này là ở quê mình có. Này có sặc nè. Nè có sặc luôn. Lâu lâu về nhà ăn cá này rất là ngon các bạn. Không về dưới ăn thịt nè. Này ăn thịt quá giờ mình ngán quá. Mình ăn cá nó ngon quá. Lâu lâu ăn cái bữa cơm đạm bạc. Quá tuyệt vời. Quá phê. Còn gì bằng nữa. Về quê là chỉ thích vậy ha. Hồi đó mình đâu, đó giờ mình đâu ở chợ đâu. Ở quê thôi mà. Các bạn ở thành phố mà về quê thấy mấy món nè, thích lắm. Đúng không? Còn là mấy rau củ thiên nhiên. Cá tép thiên nhiên. Không có mua nha các bạn. Không có nuôi luôn. Nước gà dầu nó có. Giờ mình nói gần sông nè. Ở sau lưng mình nè. Chạy khoảng 50 mét là tới cái mét sông à. Nó là chừng 50 mét chứ không tới 50 mét. Cầu Cổ Chiên thấy không đó. Chạy khoảng 7 cây số tới. Trước mình có làm cái clip lên cầu Cổ Chiên đó các bạn. Đây, nhà mình chạy đó khoảng 2-3 cây số vậy. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cái này làm cũng được 2 tháng rồi mà kênh phát triển chậm đó các bạn. Mới có 100 mấy sub à. Mình làm cũng được 20 mấy clip à, 20 mấy clip à. Nó lên chậm quá. Không biết là sao. Chắc mình làm dở quá. Mà làm cũng được, đâu có dở vậy ta. Nó lên chậm quá. Đúng rồi. Ok, đam mê phải gắn chứ sao. Mình thích làm clip đó các bạn. Nên mới mình còn làm cái nhiều cái clip nữa. Clip một số clip lớn đấy các bạn. Đầu tư công sức hơi nhiều chút xíu. Là ăn uống ngày mốt chắc hạn chế lại. Mình sẽ làm một clip tròn hài ấy. Với hành trình khám phá này các kiểu các bạn ấy. Thì mình sẽ hạn chế làm cái clip ăn uống này. Ăn uống thì vòng như là chán. Ngon quá. Tẩm nha. Này gói à. Phải là chấm không? To. Video này chất lượng hơi kém nha các bạn, tại mình quay cái camera trước. Tại có mình ở ngoài quay cho mình quay camera trước mình mới thấy. Sao cả thiên nhiên. Nó là cơm nước mía không biết ăn hết chắc bỏ. Cơm nước mía. Đó tới non mấy rồi, quá trời nở. Nó là cái gì cho cha mình ăn thêm. Thưởng thức coi, thử cái ngon không. Hôm nay ngày nghỉ thứ bảy nha các bạn, nhưng mình chỉ nghĩ là buổi sáng buổi chiều mình đi tập huấn phòng cháy chữa cháy nè các bạn ơi.
bạn nào mà có coi cái clip phòng cháy chữa cháy với họ, hôm nay mình tập huấn trong khu nghiệp nha các bạn. Để coi mình đã có máy quay ra thử, mình quay sơ cho các bạn coi thử. Giờ khoảng 1 giờ 1 rưỡi mình tập họp rồi, khoảng 3 giờ là mình diễn tập á. Hôm nay đi. Cái bàn cơm nước mía kìa. Thử ăn cơm nước mía thử ngon. Nó một chấm à. Một chấm mà chấm này lái luôn. Quá ngon. Chị quê chỉ thích như thế này, Em chị quê chỉ thích ăn như thế này nha các bạn. Quá ngon, quá thiên nhiên luôn. Thì mình tranh thủ mình ăn hết cái này các bạn ơi. Thôi về hồi nhiều lắm á, từ sáng tính nấu khoảng lon mà cuối cùng nấu một lon rưỡi, bây giờ ăn cái nồi quá trời bự luôn rồi. Thôi giờ để khi mọi người qua phụ cái được chứ biết thôi giờ. Rồi, clip ở đây hết nha các bạn. Các bạn thấy clip này hay thì giờ hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nha các bạn. Mình miếng này kìa. Mày ăn đúng là chảnh chó nha. Cho cơm mày không ăn ha. Ăn ăn mồi thì mày ăn ha. Cơm thì không ăn ha. Hay quá trời luôn rồi đó. Đúng là chảnh chó này mày. Cơm còn mê nè, cơm nước mía ngon lắm á, không ăn. Ừ, ăn giùm tao tí. Ăn cho vui coi. Ừ, ăn vui mà nó có cá ăn. Đúng rồi, giỏi. Ăn hết cơm đó tao cho cá ăn. Con gió này biết nghe lời nè. Biết nghe lời thì thôi. Nó nghe lời mốt tao cho ăn nhiều chút nữa à, giỏi. Ừ hay giỏi.